bản thân nó là đầu tới cuối nó vẫn kêu rồi trước khi lại làm, đúng không? Có đúng không? Ừ. Giờ nắm nhanh sao được hả? Wow, trời ơi, một cái gì tán sao? Giờ nắm tay nhanh sao được không? Nắm được nhanh sao rồi đúng không? Thứ hai chạy qua. Ừ. Giờ nắm tay được rồi đúng không? Những giọt nước mắt hạnh phúc. Chị nó bị gì? Cái này có chồng em sống không? À. Chồng đã bị khóa cái điểm gì đó. Thôi bị đi điểm. Ca nào? Ca nào? Vâng. Đâu? Ông đâu? Bệnh nhân đâu? Vô trọng rồi, anh Hạnh đang làm đó. Thường á là mọi người muốn cao mua cao sau bóp á thì ok. Mới gặp ở ngoài lâu lắm rồi. Đứng lên coi tướng ngon ngon lành không? Tướng là bị chê. Ngồi méo xẹo vậy. Thốn. Đứng lên coi. Đâu đâu đứng lên coi. Tôi nhớ hồi đó tướng mà đi cua ghệ là ngon lành lắm mà bây giờ sực kỳ vậy. Lấy vợ được nhiêu năm rồi? Lấy vợ được 20 năm hả? Xài mới đây có 20 năm xong mà nó tàn tạ dữ vậy. Ok chị. Xài mới 20 năm sao tàn tạ dữ vậy? Nhà ở đâu lần? Dạ ở Cô Nốt. Nốt, Cần Thơ hả? Bố 15 tuổi là đi dắt, đi lò. Ừ. Thằng có uống mấy năm ký hả, mà dắt gạo 6 ký, 7 ký. Ừ. Rồi. Bỏ dép nha, đi tới luôn cho tôi kiểm tra nha. Rồi quay lại. Rồi đi tới đây. Rồi đứng đó. Đứng đó giùm tôi nha. Rồi làm giùm tôi ha. Ngồi xuống. Banh hai chân nha, ngồi. Banh hai chân ngồi nha giùm tôi. Rồi ngồi xuống. Ngồi thẳng lưng à. Ngồi thẳng lưng lên. À. Không có khom, không có chen chen. Không có khom. Nhớ đó tướng đi cua về ghệ là quay phong lẫm liệt đó mà bây giờ nó bắt ghệ lắm mà sao rồi kéo này lên rồi kéo này lên rồi ngồi xuống coi rồi coi như con ếch vậy. Đứng lên vậy coi năm nay nhiêu rồi? Mới uống mấy hả? Lấy vợ mới 20 năm xài quá xài hết đó rồi chừa sức rồi đá tay phẹt ba nữa sao nhiều quá nó cái lưng còm nữa rồi. Ê giở hai tay lên giở nghe nha nhỉ. Đau không? Thốn hả? Giở tay lên bình thường đau không? Sao gồng nhăn mặt dữ vậy? Đào cái đó rồi. Ừ. Sao tôi kiểm tra này không? Hả? Bậy mà. Rồi đứng tay dịnh cho dai tôi. Rồi chân cái này nha. Có lên về giùm cho tôi coi. Có lên. Rồi. Tôi ở đây hơn 50 rồi mà tôi còn đứng ngon lành. Đứng thẳng rồi giống tôi coi. Có nghiêng nghiêng gì đó. Lưng tốt mà. Được bay cao lên nữa được không nè. Rồi hạ xuống từ 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 rồi chân bên kia chân bên đây thì chân
này kiểu thì ra bình thường, giò này thì nó yếu. Nó được. Còn giò này đưa lên là đưa giò này sẽ không nổi. Rồi vô thay cái quần sọt trong á. Mới bốn mấy rồi đi như ông già vậy á. Rồi đưa cái mặt xuống đây. Đưa cái mặt xuống. Rồi ấp nguyên cái mặt xuống luôn. Tôi ở đây là chạy lên đây là tôi chỉ hỗ trợ massage thôi nha. Cứ massage cho đã phê rồi đi về chứ tôi không có điều trị bệnh gì nha. Nhớ nha. Dở này lên, dở hai chân lên. Kéo ngay thả lỏng á, bình thường á, gồng dữ. Rồi cứ thả lỏng bình thường, nằm ngay thả lỏng xuống. Thả lỏng xuống. Thả lỏng xuống. Thả xuống, ừ. Rồi bỏ hai tay thẳng xuống luôn. Rồi cứ nằm thẳng thoải mái như tôi. Ở đây đâu? Thốn mà. Bên đây. Đau nhiều hơn đúng không? Cứ thở thoải mái đừng có gồng nè. Đây. Ở đây. Đây thốn không? Bên đây. Hả? Hai bên đều thốn đau hết đúng không? Rồi cho mượn chai cao mấy đứa ơi. Bị bao lâu rồi? Thì 3 tháng này hả? Trời ơi tôi nhỏ thuốc không giật mình nữa trời ơi. Tôi tha thuốc thôi chứ đâu có gì đâu mà giật mình nha. Thấy không cả nhà? Đó rồi đi thôi chứ về là nó tùm lum công việc hết á chân á. Cái này á là nó hoàn toàn thảo dược. Hỗ trợ là những chứng đau nhức cơ xương khớp, thoát vị đi điểm, giãn đến mạch thần kinh tọa, đau vai gáy, tê bì chân tay, vòi thoái hóa cột sống, tràn dịch khớp gối, khô khớp gối ha, bị chật đã, bị bong gân xương cùi này mình sử dụng được hết. Cách sử dụng là mình những người bị vi thoát bị điểm nằm sắp xuống, mình nhiễu vô mình tha điệu ở đây, xong mình dùng tay massage dọc bên hai phần cơ này ha. Nhớ nè, dọc bên hai phần cơ này nè. Đó, kéo massage dùm cho nhà mình để hỗ trợ là những cái cơn đau nha. Còn mà nếu mà bị nặng quá, trên đây có cái số điện thoại hotline, mọi người liên hệ lạc lại, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho mọi người bằng cách là hướng dẫn để mà mọi người massage như thế nào nó cho nó đúng, để mà nó tăng được cái tính hiệu quả của cái cao so bóp này. Tại sao nó là sen mà xịt vô nó nhiều như vậy? Để cho nó thẩm thấu cái thuốc, cái thảo dược này vô, nó vô bên trong, kết hợp với massage nữa mình tác động, nó tạo lên sự xung động lên hệ thần kinh, từ đó nó khai thông khí huyết, nó dẫn cái máu có lưu thông của mình nó trở lại bình thường ha. Khi mà nó tắc nghẽn là nó dẫn nó nhiều cái cơn đau rất là khó chịu. Đây ở nhà thấy nè, Sang để hai ngón tay xuống ở đây là cái dọc xương sống, tuyệt đối không có đè lên trực tiếp ở đây nha. Muốn đè trực tiếp ở đây mà mình phải biết cách mình đè để thôi nó sụm luôn cái địa điểm của người ta. Thì mình massage bằng cách là mình vuốt cặp theo hai bên cái họng xương sống nè. Đây cả nhà thấy nè, đó vuốt cặp theo hai bên họng xương sống này, kéo xuống nha. Rồi mình cứ kéo đi, lát nữa nó khô mình xịt cao vô tiếp nữa, mình kéo tiếp, làm chậm rãi làm vậy nó cho nó cẩn thận nha. Vì cái xương sống nó là một cái trụ chính, trục chính để mà nó chống đỡ cả cơ thể mình, nó nuôi theo dọc cái hệ thần kinh nó đi theo đây. Nếu mà cái địa điểm mà nó thoát ra, nó lồi vô, nó đâm vô cái hệ thần kinh mình, nó đâm ra dẫn tới cái dây thần kinh của mình bị chèn ép, dẫn tới những cái cơn đau. Còn nếu mà mỗi bước làm giống như Sang, đưa hai ngón tay, còn cái phương án này mình đẩy ha, đó đẩy, thì đưa hai đầu ngón tay này mình chọc dọc theo đây nè, mình đẩy nè, để chi mình đẩy nhẹ tác động để những cái địa điểm nó nhảy ngược trở vô lại ha. Sau đó lát nữa là chỉnh sửa về phần chi sâu thì mấy mọi người đừng nên làm theo, mọi người cứ làm theo như vậy thôi được rồi. Đó mỗi ngày mình tha cao vô, mình massage dần dần
nó phải cần có cái thời gian, không có gì mà gọi là thuốc tánh, tánh thuốc tiên. Và nó làm một lần nó đã hết, kèm theo cái nó hợp massage nữa. Thì từ cái đó cái thảo dược nó mà thẩm thấu vô bên trong, nó tạo sự xung động. Mấy cái mà làm giống như sale, mọi người đừng làm sale nè. Đó, như là chỉnh, nấn chỉnh lại cái địa điểm nè. Kiểm tra từ từ đó mình nấn qua. Thả lỏng cơ thể. Thả lỏng. Lỏng cơ thể nha. Rồi thả lỏng nha. Xếp hai giò công rồi, công xuống đúng rồi. Rồi, nằm nghiêng qua rồi. Nằm nghiêng người qua. Nghiêng người qua đâu tôi. Ở chút xíu rồi. Rồi được rồi, nghiêng qua đây. Rồi, con nghiêng qua đây. Đưa cái này lên chói nè. Rồi, cứ nằm vậy bình thường nha. Đừng nhúc nhích. Tôi đặt cái giò xong rồi đừng nhúc nhích. Nó lại nó chỉnh cho con nghe cái trục xương sống rồi. Nó giật ha, tự nó tay nó giật ha, giật ha, vậy ha. À, thở nè, thở lỏng nè, thở lỏng cơ thể nè, thở lỏng xuống nữa, nữa, đúng rồi, thở lỏng xuống xíu nữa, à, thấp xuống thở lỏng nè, thở lỏng xuống nè. Thở thở lỏng rồi nha. Thank you.
hả? Xương sống làm cái gắt luôn hả? À, thả lỏng. Cái luôn hả? Ở đâu không? Ở đâu đúng không? Bên đây là không có luôn á. Đúng không? Chịu qua khớp bên đây luôn. Chịu khớp hắn bên đây. Chịu vô chắc. Rồi thả lỏng nè. Hít thở thả lỏng nè. Hít thở thả lỏng nè. Phê. Đau đúng không? Giật gan ra nó bung cái cặp đúng không? Rồi. Rồi mình xếp cho nó ngay lại. Rồi đâu lên. Rồi ngồi lên sao đi. Chết xuống rồi. Tiếp tục. Rồi. Chàng cổ gật. Rồi. Được rồi. Hạ xuống. Hai tay xếp vô. Xếp vô. Úp bàn tay xuống. Úp cái lòng bàn tay xuống. Rồi. Thở lỏng hết thở nha. Hết thở thở lỏng nè. Chạy xuống nó mà cái đít luôn đúng không? Rồi tay tay nằm sắp lại, nằm sắp lại. Thua rồi à? Thua rồi, về qua luôn, bùng giãn nó dưới luôn đúng không? Sao? Bùng xúc xương ra luôn rồi đúng không? Đứt cục xương ra là phải không? Hả? À. Cái gì? Đương nhiên. Nó bị hồi nào giờ nó bị lệch rồi. Bây giờ kéo bung ra nó đau điếng rồi chứ sao giờ? Chừng cái chân hết rồi khởi động luôn, chết cha về ngồi xe lăn luôn á. Rồi. Ngồi đó. Co chân lên từ cái, co bằng cái cuốc vào gối, đúng rồi, co xếp vô. Xếp vô thoải mái. Rồi buông tay. Rồi, hít thở, giữ nguyên hít thở. Tôi chịu ở đây cho, giữ nguyên hít thở. Hít thở. Hít vô thở ra. Hít vô thở ra nha. Hít thở. À, duỗi thẳng nha, giờ tự co lại. Tự co lại. Đúng rồi, dở co vô. Xét luôn, tôi chịu này cho. Ốp được xét này nè, tốt đó. Để tay gịch sâu xuống luôn. Gịch trên này nè. Rồi thở ra. Rồi đạp ra. Rồi co chân bên đây. Chân cái bên. Từ từ chậm rãi. Rồi, thả xuống. Rồi, có hai này vô. Rồi, duỗi thẳng chân ra. Còn tốn dưới xương nữa không? Ê là đương nhiên. Nay nó bung ra mà nó bay ê hả?
đúng không? Đào lấy búa mà thấm luôn. Đó là mình sắp lại. Mình sắp lại. Đưa cái cằm vô đây. Rồi, đặt cái cằm thôi chứ không có đặt cần cẩu. Cái cằm thôi. Bỏ hai tay xuống. Rồi, dỡ cẩu lên. Rồi, đặt cái cằm xuống. Dựng đứng cái mặt lên. Đúng rồi. Thở lỏng hết thở. Tao lỏng hết thở. Sướng không? Rồi, thả lỏng. Đặt cái dựng cái cằm lên, dỡ lên. Dỡ lên. Rồi, thả lỏng này. Thả lỏng. Hít vô, thở ra. Chết già, muốn kêu con rơi luôn. Sướng không? Hả? Sướng cho bụi ơi. Sướng cho bụi ơi hả? Sướng quá hả? Chào cô. Wow, phải không? Trời ơi, tâm sàng. Trời ơi, mừng quá. Trời ơi, giá trời với Phật được gặp ẩm. Trời ơi, đây được gặp liền. Vô mắt đầu tiên vô nhìn cái hình dáng cũng chết luôn. Nhìn cái hình dáng cũng chết luôn. Chưa có gặp lần nào, chỉ qua trên mạng thôi à. Trên mạng cái gì mà. Cái gì đó, chút chút. Trời ơi, thương hồn bất tài. Rồi, rồi, rồi. Bữa đi không nổi, qua làm hai lần bây giờ đi cầu thang vài vàng. Cố gắng. Đi không nổi. Lắm đi mấy người. Dạ. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Tao lỏng. Tao lỏng đi được rồi. Thở lỏng ra. Hết đau chưa? Rồi. Đặt ngửa lại lên xuống, tôi kiểm tra lại. Đặt ngửa lại trước. Rồi, ngồi dậy nè. Rồi bỏ hai chân qua đây, từ từ xuống. Rồi, bỏ hai chân qua đây. Rồi đi tới luôn rồi. Ông mà còn đi cái tướng của như con ếch nữa là tôi bó tay luôn. Ha. Còn đốm đúng không? Đợi có chút cơ cô. Đi tới đây. Rồi quay lại. Ngồi xuống giống tôi nãy. Hai chân hở ra. Hai chân hở ra. Hở hai chân ra. Giống như này. Rồi, ngồi xuống này, đưa hai tay lên. Quỵ bằng đầu gối. Xuống thẳng lên. Quỵ đầu gối xuống thẳng lên. Xuống thẳng lên tôi chịu ra. Xuống. 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 Ủa giờ sao ngồi được hả? À? Lấy ngồi được giờ sao ngồi được? Lấy ngồi được giờ sao ngồi được? Rồi dịnh ra, có đứng lên rồi, lấy hai bàn tay dịnh vô, có đứng lên. Nó lẫn thẳng lên luôn. Ha. À. Đương nhiên. Mới là bữa đầu à. Đúng không? Rồi đứng chút tới đây xíu. Dịnh vô đây, nắm vô đây. Thở lỏng nha. Thở lỏng. Cái viết này
Thả lỏng nha, thả lỏng nữa. Rồi, thả lỏng không có đồng, thả lỏng ngay này. Rồi, ngã người với tôi nè. Cái chân giữ nguyên ở chỗ, không nhúng nhích, không có té đâu. Cứ ngã người, ngã hết người luôn, không có đồng. Hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra. Cứ ngã gì thì không có té. Nha, thả lỏng cái này nè. Đúng rồi, thả lỏng ngay cái tay. Hít vô, thở ra. Hít thật sâu vô, thở được mạnh ra. Rồi, chống ngã này vô tay. Hãy qua sóc cái eo. Quay lại. Rồi chống hàng này vô tay. Vô này. Rồi bánh này nha. Thấy sàn chưa? Rồi xúc bánh lên nè. Hít thả lỏng, hít thở. Rồi bung rồi đấy. Làm cái rác đúng không? Đúng không? Sao nhăn mặt chứ vậy? Có gãy xương không? Còn sao nhăn mặt như vậy? Chết cha, nó gãy rồi. Không gãy là gãy rồi. Ông yên thôi. Không gãy. Thốn lắm. Gãy là nó thốn dữ lắm đúng không? Rồi đi tới luôn coi. Rồi. Rồi quay lại đứng tẹt hai chân nha. Cái này nè. Đó. Hai bàn chân quay thẳng nha nè, đừng có tẹt vậy, thẳng nha. Rồi, để hai tay thẳng lên, nắm hai tay lại. Giờ quỳ bằng khớp gối xuống nè, quỳ bằng khớp gối xuống nè. Khớp gối này, đúng rồi, xuống thẳng người luôn, tiếp, đó, ngon lành đó. Xuống, xuống, ngã người ra chút xíu nữa, ngã người ra chút xíu nữa, giờ xuống nè. Ngã người ra trước, đúng rồi, giờ xuống nè. Đó, xuống nè, xuống nè. Đó, sát luôn, sâu luôn, sâu luôn. Rồi, hạ tay xuống hít thở. Chống lên hai khớp gối, bắt đầu đứng lên dậy rồi, từ từ. Chống hai bằng lòng bàn tay vô cái đầu gối. Rồi, đứng lên, tẹt hai đầu gối banh nha, banh hai đầu gối nha. Đúng rồi, đứng lên, thẳng lên. Thẳng người luôn, không có khum vậy, thẳng lên luôn, ngóc bung lên. Đẩy nó lên. Rồi giỡn hai tay thẳng ra làm sao? Quỵ hai khớp gối ngã người ra làm sao? Không té đâu tôi đỡ. Hơi đau. Đau đúng không? Rồi mỗi ngày ở nhà nhớ tập nhẹ nha. Rồi tha cao vô tập nhẹ. Thứ hai quay trở lại. Nha. Là mới đi lần đầu đúng không? Dạ mới lần đầu. Ừ. Đi có là có giảm không? Hay là nó đau hơn mà lúc mà chưa làm? Nó mình nó đau mà nó giãn. Hôm nay đau mà. Đau mà nó giãn. Mà nó có nhẹ lại không hay là nó cứng? Nhẹ nhẹ. Hồi đầu là nó cứng ngắc luôn đúng không? À. Như cây củi đúng không? À. Đi là bắt đi là phải khom gì nè. Mà nhưng mà hồi đầu đầu là đi phải khom. À, phải khom. Rồi bây giờ còn khom nữa không? Thẳng người ra là có. Rồi lúc ở nhà có leo lên giường được không? Nhưng mà leo lên là không được ha? Không leo lên giường được. Giờ leo thử lên giường thôi. Nhưng mà hết bệnh thì về á, đừng có coi chừng á, bể vỡ cái bạch quá gia đình nha. Rồi hít thở không có gồng. Hít thở nè, thở lỏng nè. Thở lỏng hít thở nè, không có gồng ha. Rồi cười coi, giờ ông Quyển mắc dịch kia coi. Giờ mắt lé rồi, con đậu con bay, mấy ngón, mình đâu mấy ngón, hả? Mấy ngón. Rồi. Rồi, con nghe người lên. Rồi, nghe người lên. Giờ con tay ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi, đó, giờ lên. Rồi, giả nè, ngồi thẳng nè, không có nhúc nhích nữa. Nắm tay nè, nắm tay. Đó, đâu có gì đâu. Rồi, đưa qua đây. Tạ lỏng ngay. Một, hai, ba, tạ lỏng nè. Rồi. Giờ dở tay còn thốn nữa không? Ngoài rồi. Giờ bước chỏ được chưa? Ai kêu kêu là bước chỏ được chưa? Giờ là ok rồi đó.
Đỡ chưa? Nó kêu là không sao đúng không? Kêu không sao miễn là nó xúc cái tay ra được rồi. Bản thân nó là đầu tới cuối nó là vẫn kêu rồi trước khi lại làm đúng không? Có đúng không? Bây giờ nắm vàng sao được hả? Một chỗ một cái gì bắn sao? Giờ nắm tay vàng sao được không? Nắm được vàng sao rồi đúng không? Thứ hai chạy qua. Giờ nắm tay được rồi đúng không? Ok. Giờ chị nhớ tập theo em nè. Em chỉ nè. Chị đứng lên nè, chị dòm em nè. Chị để cái này cho đây. Quay. Đó. Không có khóc nữa. Giờ rồi chị nắm ra sao được rồi đó. Đó. Chị quay. Quay ngược, quay xuôi. Chị càng quay như là càng tốt. Quay về trên mỗi ngày. Nha. Nếu mà làm được hai tay nè, chị hất được ra làm sao. Đúng rồi. Hất mạnh nha. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Đó, chị nhớ mỗi ngày chị tập về giống cho em, tập mạnh lên nghe. Thứ hai quay qua à, tí xíu nó mang hỗ trợ cho cô bó đem thuốc cho cô nghe. Cho cô mượn áo thùng ba lỗ bó thuốc. Áo thùng ba lỗ bó thuốc cho cô thêm. Rồi à, chị này chị bóc được cái tay vậy ra sao là mừng rồi đó. Nãy chị đâu bóc được đâu. Còn đầu đâu bóc được đâu đúng không? Thôi được rồi. Ráng cố gắng nha. Thứ hai chị quay qua tụi nó bó thuốc cho chị nữa. Rồi. Rồi đây Sang cũng xin chào mọi người à, Sang. Dạ ok chị. Gặp lại quý vị khán giả sau. Thì muốn lại để Sang hỗ trợ hoàn toàn miễn phí thuốc men và cũng như là hỗ trợ về tập vật lý trị liệu nắng chỉnh lại, thì cả nhà nhớ gọi vô cái số điện thoại online thì Sang phục vụ từ ngày thứ hai tới thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ Sang không phục vụ. Thuốc hoặc cao đến đây Sang phục vụ toàn là không có lấy tiền bà con, nhưng mà nhớ điều kiện là phải đặt cái đặt lịch thông qua cái số online để trên màn hình hoặc ở dưới phần bên dưới. Còn ai muốn mua cao để những cái đường link Sang để phần bình luận á, tránh trường hợp mua hàng hàng giả. Thì hàng của Sang á là đây hỗ trợ là những chứng đau nhức cơ xương khớp, thoát vị đi điện giãn tĩnh mạch, thần kinh trọ, đau vai gáy, tê bì xương tay, vôi thoái hóa cột sống trên dịch khớp gối ha, chụp đảo bông gân xương phù nề, và cũng như là bị suy giãn tĩnh mạch, nó nổi những cái sợi gân máu lên mình tha cho mình bớt, kết hợp với massage. Cái gì cũng vậy, nó phải sử dụng làm sao nó có cái đúng theo cái liều lượng và nó phải cần phải có thời gian. Rồi những ai mua hàng là để ra những ở phần bên dưới nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.